Thầy chào mừng các em đến với tiết 8 vẽ tranh đề tài lễ hội. Bài này chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ. Ở trong cái bài đề tài lễ hội thì chúng ta vào cái bước đầu tiên là chúng ta tìm và chọn nội dung đề tài. Thì các em xem quan sát ở hai bức ảnh này có nội dung gì. Ở bức thứ nhất, chúng ta thấy là các vị chức sắc địa phương đang tiến vào dân hương. Và ở bức thứ hai là chúng ta thấy đang diễn ra một cuộc so tài, tranh tài rất là hào hứng. Vậy thì ở bức 1 là chúng ta có phần tế lễ. Và ở bức 2 là chúng ta có phần hội, đó là đua thuyền. Hai cái bức ảnh này đã nói rất là rõ lên cái nội dung của đề tài ngày hôm nay các em. Vậy thì chúng ta sẽ làm rõ hơn cái nội dung ở phần lễ nha các em. Phần lễ là những cái nghi thức, nghi lễ, quan niệm tín ngưỡng, bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân ta tới các vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Những hình thức có thể chúng ta thấy là rước cờ, chúng ta diễu hành và chúng ta rước kiệu, người ta gọi là kiệu lễ ha các em. Và ngay sau phần lễ tiếp theo thì lúc nào cũng diễn ra, đó là phần hội. Vậy thì chúng ta hiểu phần hội là những hoạt động văn hóa, văn nghệ, những trò chơi giải trí trong quá trình mở hội. Thầy đơn cử một số những hình thức của phần hội như sau. Chẳng hạn như thi gói bánh chưng, thi nấu cơm bằng tre nứa ha. Hoặc là đánh cờ. Ở đây chúng ta thấy có một sân cờ, và cờ là những quân cờ, là những con người các em. Người ta gọi là cờ người ha. Rất là sinh động. Vậy chúng ta vẽ tranh về đề tài lễ hội thì chúng ta hãy kể tên một số những cái lễ hội mà chúng ta biết. Ở đây thầy đưa ra một số những cái bức ảnh chúng ta có thể tìm hiểu và đọc được. Nó là tranh thuộc về tranh lễ hội gì ha các em. Thầy giới thiệu các em trong cái phần tìm và chọn nội dung đề tài thì ở trên ảnh các em thấy là một cặp trâu đang thi đấu, thì đây chính là cái lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn đó các em, ở tỉnh Hải Phòng. Và hãy thường diễn ra vào ngày 9 tháng 8 âm lịch hàng năm, nhằm để cúng tế thần linh thủy thần, mong mưa thuận gió hòa, đem lại sung túc ấm no cho người dân. Và đây cũng là một cái lễ hội nữa các em, đó là đua thuyền, và thường được tổ chức vào tháng giêng âm lịch hàng năm, nhằm khai thông kênh rạch với mong muốn là cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống sung túc. Và ở đây chúng ta có thể chọn trong một trong những số lễ hội mà chúng ta biết để chúng ta vẽ ha. Đua thuyền, chọi trâu, lễ hội đền Hùng, hay là lễ hội đi viếng cảnh chùa, đó là chùa Hương. Một số bức ảnh về lễ hội chùa Hương nữa các em. Hội chùa Hương thì được nằm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Trong tháng 3, bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch là chúng người ta hay tổ chức đi viếng chùa. Các em có thể là tham khảo lễ hội đền Hùng các em. Đây, đây là lễ hội đền Hùng. Ca múa hát rước kiệu ha.
Lễ hội Đền Hùng kéo dài từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ các vua Hùng. Lễ hội diễn ra tại Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Và các bạn có thể nhìn vào một số hình ảnh dưới đây để chúng ta gọi tên cho đúng ha. Đó, rước kiệu nè, múa lân, múa rồng, rất là phong phú. Và cái phần hội thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái trò chơi mà chúng ta có thể tham khảo. Và không khí nơi diễn ra lễ hội thì thường sao các em? Sôi động. Và đây là thầy sẽ giới thiệu cho em một số những lễ hội ở vùng Tây Nguyên. Cồng chiêng nè của người Ba Na Ê Đê, hay là người ta hay tổ chức những cái festival cà phê, lễ hội đâm trâu của đồng bào, lễ hội đua voi ở Buôn Đôn. Thì ở cái phần lễ hội của các vùng miền nó có vẫn có cái nền văn hóa đặc trưng riêng, nó khác nhau các em. Ở miền Bắc thì chúng ta có chợ châu, đố vật, hội liêm, hát quan họ. Ở miền Trung Tây Nguyên thì chúng ta thấy cái đặc điểm là có cồng chiêng, đua voi nè, đâm trâu, đua thuyền. Còn ở miền Nam thì chúng ta lại có bắt gặp được những cái hình thức là chọi gà, lễ hội trái cây, lễ hội rước kiệu. Ở trong bài này thì thầy lấy ra một cái nội dung cụ thể, chẳng hạn là đầu tiên là xác định nội dung đề tài, chẳng hạn là thầy đơn cử hội liêm. Hội liêm thì nó hay ra cái phần hội là chúng ta có cái trò chơi đu tiên đó các em. Đó. Thì chúng ta sẽ có những cái phân cảnh chính là người chơi rồi dây đu nè, rồi cảnh phụ là có người xem ở xung quanh cả cây cối cảnh vật hả, không gian ở ngoài trời, và thời gian địa điểm là buổi sáng. Tiếp tục là chúng ta bắt tay vào, chúng ta tìm bố cục. Và chúng ta phát những cái mạng lớn nè các em. Rồi chúng ta qua tới phần 3 là chúng ta sẽ vẽ hình. Các em thấy rõ ràng là ở trong hình ảnh này, nhân vật chính của chúng ta là một cặp thanh niên nam nữ đang leo lên cái dây đu và đang chơi cái trò đu tiên. Xung quanh thì có một vài đám đông ha, ở xa ở gần đang quan sát. Ở phần thực hành thì các em hãy vẽ một bức tranh đề tài về đề tài lễ hội, nội dung tự chọn, và sau đó chúng ta làm các bước là vẽ hình và vẽ màu nha các em. Ở phần nhận xét đánh giá bài bạn thì các em hãy đưa ra cho thầy bốn cái mục sau: nội dung đề tài là gì, bố cục bài vẽ, hình vẽ ra sao, và cái tương quan đậm nhạt bằng màu sắc ở trong tranh nó như thế nào. Ở phần dặn dò thì sau khi chúng ta học bài này, chúng ta bắt tay ngay vào hoàn thành cái phần bài vẽ ngay cho thầy ha. Và sau đó là chúng ta sẽ
nộp bài qua group lớp hoặc là Zalo cho thầy để tính điểm kiểm tra giữa kỳ nha các em. Thầy chúc các em làm bài tốt. Thân ái chào các em.